Sáng nay tại Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Trung tâm ASEAN Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội thảo ứng dụng và phát triển công nghệ hydrogen trong việc chuyển đổi năng lượng xanh. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh từ các đầu cầu tại Việt Nam và Nhật Bản cùng các sở ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá tổng thể việc sản xuất năng lượng hydrogen từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các tiềm năng sử dụng hydrogen xanh ở Việt Nam. Qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, chuyên gia sẽ đóng góp cho quá trình xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách, phát huy hiệu quả thực tiễn, hỗ trợ phát triển hydrogen, giảm thải khí nhà kính và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cũng đã giới thiệu những mô hình phát triển, ứng dụng và công nghệ hydro Nhật Bản, tiềm năng đầu tư và phát triển ngành năng lượng Việt Nam từ Nhật Bản, hợp tác bảo tồn năng lượng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đến hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu một số cái giải pháp về trung hòa carbon có thể áp dụng ở Việt Nam. Cụ thể là chúng tôi hướng đến các cái giải pháp về xử lý nước chất thải, ví dụ như là xử lý về rác thải, xử lý về nước thải và các cái giải pháp về các cái khí năng lượng tái tạo từ cái năng lượng tái tạo biến thành những cái khí, ví dụ như là khí hydrogen xanh. Được sản xuất ra từ năng lượng gió và mặt trời, hydrogen là nguồn năng lượng sạch, gần như không phát thải khí ô nhiễm mà chỉ sinh ra hơi nước, sau đó nước qua quá trình điện phân là có thể thu được hydrogen. Vì vậy, hydrogen là nguồn năng lượng gần như vô tận hay có thể tái sinh được, là xu hướng tất yếu trên thế giới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế bền vững. Tại Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, hydrogen là một trong những giải pháp cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ đến năm 2050, Việt Nam sẽ không phát thải carbon. Trong đó, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nam Bộ là hai vùng được đánh giá có tiềm năng nhất trong sản xuất hydrogen. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất lớn, thiếu hành lang pháp lý và các cơ chế, nên việc phát triển năng lượng hydrogen ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, rào cản. Theo tôi thì để có một cái chính sách hoàn chỉnh thì cần phải có cái nghiên cứu nó bài bản hơn. Thứ nhất là cần phải xây dựng được cái chiến lược phát triển về hydro xanh, đánh giá tiềm năng của các cái năng lượng tái tạo của Việt Nam, tiềm năng về điện gió, tiềm năng điện mặt trời và điện năng sinh khối ở các nơi. Các cái tiềm năng đó thì cái phần nào là thích hợp cho phát triển để sản xuất hydro xanh. Cái thứ hai là đánh giá về nhu cầu. Dự thảo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia đã đặt ra mục tiêu đến năm 2050, sản lượng hydrogen đạt khoảng 25 triệu tấn, nhiên liệu tổng hợp từ nguồn gốc hydro đạt khoảng 2,5 đến 2,9 triệu tấn. Lộ trình phát triển năng lượng hydrogen được chia làm hai giai đoạn, từ nay cho đến năm 2030 sẽ phát triển các dự án hydrogen quy mô nhỏ khoảng từ 20 đến 25 ngàn tấn. Từ năm 2031 đến năm 2050, sẽ đẩy mạnh sản xuất hydrogen bằng công nghệ điện tái tạo và khí hóa than. Để đạt được mục tiêu này, cần có cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào đầu tư sản xuất, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thị trường.